Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín Lên Tây Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video về Mini World Sinh Tồn Núi Lửa tập thứ 10 nha mọi người. Thì ok, trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Thì trong tập trước đó mọi người, mình cởi xuống địa ngục, rồi mình cởi xuống hành tinh lửa, mình đánh bại được em boss rồng đó mọi người. Và mình cũng tìm được mấy cái block mà nhìn đây khá là kỳ lạ và mình đã đặt ở đây luôn. Nên mình bây giờ còn mình đang đứng ở trên mấy cái block này nhảy làm cho khùng điên gì cũng chả biết nữa. Ok, thì trong tập hôm nay mọi người, mình dự định sẽ xây một cái cối xay gió ở bên này nè mọi người. Đó, một cối xay gió xịn sò luôn. Bởi vì mấy cái lúa của mình nè, mình thấy nó khá là nhiều và mình thu hoạch á, thì cái rương ở trong này thì mình sẽ phân ra cái khu đó là sẽ cái khu để chứa đựng mấy cái lúa mọi người, dự trữ mấy cái lúa hạt giống rồi các thứ. Và ok, thì mình sẽ dự định làm một cái cối xay gió, nó sẽ xoay được luôn nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một vài thứ về đá điện. Thì bây giờ mình sẽ chế tạo để mình xem thử mình nhớ công thức chế tạo của cái máy xoay. Rồi thì đầu tiên mình phải cần một cái dây điện màu đỏ mọi người, mình chế tạo cái này là cái bít tông, cái đồ đẩy. Và mình sẽ chế tạo lên một cái đồ đẩy dính luôn mọi người. Đồ đẩy dính thì chúng ta cần thêm một ít dầu nè. Và đến bây giờ mình cất bớt đồ vô trong đi. Ok, như vậy là ổn rồi. Và mình sẽ chế tạo một cái đồ đẩy dính này luôn. Chúng ta cần thêm 5 cái viên đá lam nữa mọi người. Và như thế là chúng ta đủ đá xoay rồi nè. Và ok, đủ là chế tạo một cái máy xoay rồi. Đâu rồi ta? Và cái máy xoay, đấy rồi, được một cái máy xoay. Và bây giờ mình sẽ, hiện tại kho đồ của mình khá là nhiều á, bởi vì đây là những cái công cụ mà mình cần để mình xây, chế tạo cái, xây dựng cái cối xay gió đó mọi người. Đó, đây là những thứ mình cần phải có. Và để mình xem thử cái gì mình cất vô được thì mình sẽ cất vô nha. Ok, như vậy cũng đã ổn rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ đứng lên đây mình xây luôn mà. Mình sẽ dự định là xây ở trên khu này nè mọi người. Đó, nhìn ra là trước mặt mình là sẽ là một cái ruộng của mình. Đó, một cái đồng cỏ mênh mông. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu xây luôn. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xây một cái sàn 5x5 nha mọi người. Thì mình sẽ làm một cái sàn đá nhẵn này để cho nó đẹp luôn. Và tiếp theo là mình sẽ đặt mấy block gỗ sồi như thế này. Block gỗ rừng chứ. Mình nhầm rồi. Ở bên mấy cái viền nè. Đó, bây giờ mình sẽ xây với mọi người một tí xíu. Sau đó thì mình sẽ tu nhanh luôn mọi người. Ok, mình sẽ đặt mấy block này như thế này nha. Đó, đặt xen kẽ mấy block đá nhẵn này. Rồi, và tiếp theo là mình sẽ lên 3 ô. Và 1, 2, 3, ok. Rồi, mình sẽ lên bằng cái này luôn. Đó. Rồi thì sau đó mình sẽ kéo mấy cái block này lại với nhau, mấy cái block gỗ rừng này lại với nhau. Đó, như thế này nè mọi người. Đó, thì mình xem được cái chế cách xây cái cối xay gió này ở trên mạng nha mọi người. Mình có tham khảo một tí ở trên mạng thì thấy nó khá là đẹp. Và bây giờ mình sẽ mình thiếu một tí cái block gỗ, cái block đá nhẵn rồi mọi người. Để bây giờ mình chạy về nhà mình chế tạo thêm một đống và mình sẽ quay lại nha. Ok, thì tiếp theo mình sẽ lợp mấy cái block này xung quanh mấy cái ô này. Đó, và đây thì bốn bức tường này là vậy nha mọi người. Đó, xịn sờ con bờ luôn. Đây, và cái này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một cái hàng rào dưới giữa thay bằng kính. Hay là mình lắp bằng kính luôn cho nó đẹp ta. Mình đang suy nghĩ mình cứ lên lắp bằng kính luôn thôi, hay cho đó cho nó đẹp. Không, mình nên lắp bằng kính thì mọi người, nhìn cái hàng rào thì nhìn trông buồn cười quá. Và mình sẽ thay bằng kính luôn nha. Rồi, và trời cũng tối rồi, mình đi ngủ một tí xíu đã. Rồi, bây giờ mình sẽ thay bằng hết bằng kính, cái kính trong này cho nó đẹp nha mọi người. Mình thấy hàng rào nhìn khá là, mình thấy là chả đẹp tí nào mọi người. Rồi, để bây giờ mình đập cái block này xuống phía dưới. Và ở đây mình sẽ để một cái cửa nha. Còn bây giờ mình sẽ bắt block đất lên phía trên. Đó, bởi vì mình chả hết block để bắt lên phía trên rồi mọi người. Và bây giờ mình sẽ xây vô phía trong, xây lên 9 ô như thế này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, và cả 4 cái đều như vậy nha mọi người. Ok, và sau đó thì mình sẽ ghép ba cái này, nối mấy cái trụ này lại với nhau. Đó, thì cái này cũng xây cũng nhanh thôi, chắc cũng không cần tua đâu. Và bây giờ mình sẽ nhảy xuống một xíu. Rồi, sau đó thì mình sẽ lắp bằng mấy cái này lại cho tạo nên một xíu gọi là đẹp đẹp cho mọi người, cho nó có vuông vóc một xíu, cho nó có một chiếu là hiệu ứng nha, đẹp đẹp đó mọi người. Đây, thêm cái này nữa. Đó, bên này cũng vậy. Rồi, và sau đó thì mình sẽ đặt mấy block này vô, mấy block gỗ sồi. Rồi, nó sẽ lên như thế này. Rồi, một, hình như mình hết block luôn rồi phải không? Mình sẽ tạo thêm một tí nữa đi.
Rồi mình sẽ tạo thêm khoảng một stack nữa đi, 62 rồi, và ok, được cũng khá là nhiều đó. Thì trong thời gian giữa tập đó mọi người, mình có đi chặt khá là nhiều cái cây luôn, nên mình được khá là nhiều gỗ. Và chỗ này cũng đã full rồi nè, mình được khá là nhiều gỗ để chuẩn bị cho tập hôm nay mình xây nè mọi người. Đó, và mình sẽ chừa ở đây 3 ô để mình lắp mấy cái kiến nè mọi người. Đây, mình sẽ lắp mấy cái kiến này lại. Đó, nhìn đẹp liền. Và ui, mình mang nhầm cái cánh rồi. Ôi giời ơi, mình sẽ đáp xuống, mình bấm nhầm vô cái cánh rồi, nó đang bay đó mọi người. Rồi, từ từ, để mình cẩn thận không đó, mình phải đáp lại chỗ này cái đã. Ok, ổn rồi, sẽ gửi cánh ra, cánh này bay sợ thực sự. Và bên này mình sẽ cũng làm tương tự như bên này nha mọi người. Đó, làm cả bốn bên tương tự như nhau vậy đó mọi người. Ok, như thế là nhìn sơ sơ nó cũng ra một cái cối xay gió, thiếu cái mỗi cái cánh quạt để xay thôi mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi lên trên, mình chết xay cái cánh quạt luôn nha. Thì mình sẽ cần thêm một ít bông, một ít cái len đó mọi người. Để bây giờ mình sẽ đào mấy cái cây hạt bông này ra. Rồi, mình sẽ thu hoạch mấy cái này một tí và mình sẽ chế tạo thành cái len nha mọi người. Rồi thì hiện tại trong mình đã có được 46 cái len, và bây giờ mình sẽ chế tạo hết thành cái miếng bông này nha mọi người. Hy vọng là mình sẽ đủ để mình có thể xây được, hoàn thành nốt cái hoàn thành được cái cối xay gió luôn nha mọi người. Rồi và được 23 chắc không biết là có đủ hay không nữa. Và bây giờ mình sẽ lấy cái block này đi, mình bắt lên phía này đi. Đó, block cát mình đất mình sẽ bắt lên trên và mình sẽ xem thử khúc nào là mình có thể xây được. Đây chỗ này nè mọi người, và mình sẽ đập một cái này ra đó, và mình sẽ đi vô trong luôn, mình sẽ làm một cái chỗ để điều khiển rồi mọi người. Rồi mình sẽ lắp như thế này, mình sẽ đặt một cái máy xoay. Rồi mình sẽ đặt một cái máy xoay hướng ra phía ngoài như thế này đó. Và tiếp theo là mình sẽ lấy mấy cái block, mình block gỗ mọi người, mình sẽ kéo dài ra. Đây mấy block gỗ này nè mọi người, cổ cây ăn quả, và mình sẽ kéo dài ra 3 cái. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái cối xay gió này. Và mình sẽ rồi và bắt bây giờ mình sẽ bắt đầu lên 1 2, sẽ bắt một block cát qua 1 2. Rồi block đất chứ nhầm, cứ bụng nó block cát hồi. Và bên này cũng như vậy, mình sẽ nhảy qua bên này một phía. Đó, bên này cũng như vậy nè mọi người, sẽ bắt một block đất lên phía trên. Hai, ok, block này mình sẽ sửa lại cho nó ngang ngang ra một phía xíu nha mọi người. Rồi, và bên này cũng vậy luôn. Đó, ok, nhìn xịn sao con bò đó. Và mình sẽ lấy lại block
cát, block đất này, cứ nói là block cát hoài luôn á. Rồi và bên kia cũng như vậy nha mọi người, mình sẽ làm ở phía dưới như thế này. Rồi mình sẽ kéo qua như thế này. Ố kìa, té rất cái chết rất cái chặt rồi. Và mình sẽ lấy lại một block đất này đã mọi người, để mình có thứ để mình bắt lên. Đây nữa. Rồi, tí nữa mình sẽ lấy hết lại để cho nó chạy hoạt động. Và mình sẽ bắt theo hướng này đi. Rồi. Và sẽ kéo qua một xíu xíu đi. Đó, và mình sẽ lấy đặt xuống một. Ồ, mình nhầm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kéo ra hai ô như thế này. Rồi mình sẽ đắp một block như thế này, kéo ra hai ô tiếp. Và cuối cùng ok. Sẽ kéo ra thêm một ít tí nữa đi. Đây, cuối cùng cũng như vậy luôn nha. Đây, một ô như thế này. Đó, nhìn có vẻ xịn sò con bò liền. Và bây giờ mình sẽ lấy lại hết số đất một xíu. Trời cũng bắt đầu mưa luôn rồi. Đang say mà mưa nhìn nó khá là tối luôn. Rồi, ok. Như thế là ổn áp rồi, còn thiếu một cái đi đường đi xuống phía dưới thôi. Và may quá là mình vừa đủ cái gỗ luôn mọi người, xịn sò luôn. Và kéo xuống hai ô. Và đi sang phía này. Đó, kéo xuống hai ô nữa. Sẽ lấy cái block cát lại. Rồi, bên kia cũng vậy. Ok. Và tiếp theo là đi xuống một ô phía này. Ok, nhìn có vẻ xịn sò rồi đó. Và tiếp theo là mình sẽ lắp mấy cái hạt bông này lại. Hy vọng là đủ nha mọi người, mình thấy hơi thiếu thiếu rồi á. Mình được đi ngủ chưa? Chưa được đi ngủ luôn. Và ok, mình sẽ trèo lên lại một lần nữa đi. Trèo lên lại để mình lấy lại số cát. Và mình sẽ lắp số bông này lên luôn. Số len chứ. Đây, sẽ đập lên. Ok, mình sẽ lắp len luôn nha mọi người. Ok, ở đây nữa. Và tí nữa mình sẽ ok rồi, sẽ lắp len như thế này. Ok kìa, mình đang bị vướng vướng cái gì đó. Mình sẽ bắt và lắp ngang đi qua đi. À, mình đang bị vướng cái trên đầu. Rồi, đây nữa. Đó, mình đang chỗ này thì ok, mình đang thiếu một cái len chỗ này. Cái chỗ này thì mình bắt làm sao đây? Đây, mình sẽ qua hướng này đi. Đây, mình lên này. Ok, như thế là ổn áp. Ở trên này cũng thiếu một cái này. Đó. Và một cái thì cần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một cái thì một cái cánh thì cần 7 cái len. Một cái thì cần 8 cái len nè mọi người. Đó, thêm cái này nữa thì cần 8 cái len. Thì hiện tại thì mình còn có 15 cái là mình đang bị thiếu len đó mọi người. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ đứng đợi AFK một tí xíu để mình kiếm thu hoạch thêm một ít len đó mọi người. Thu hoạch thêm một ít cái bông nữa để mình hoàn thành nốt cái khối xây gió này luôn nha mọi người. Bên này thì chúng ta sẽ còn lại mình sẽ đắp hết vào phía bên này cái đã. 1 hour later. Ok mọi người, thì mình đã hoàn thành xong cái mái rồi này, mặc đột cái cánh của cối xây gió rồi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cần gạt đó mọi người, một cái cần gạt để kích hoạt cái cổ máy đó. Cái cần gạt thì chúng ta cần một cái phiến đá này thì cần 6 cái đá nhẵn à. 6 cái đá nhẵn luôn à. Đây, mình có một đống một stack đá nhẵn luôn. Và mình sẽ chế tạo một cái phiến đá đó. Đây đúng không? Đúng rồi. Và như thế là chúng ta chế tạo được một cái cần gạt rồi. Ok. Và đây. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi vô trong để mình kích hoạt cái cần gạt nha mọi người. Đó, xịn sò không bò luôn. Và đây. Và như thế là chúng ta đã hoàn thành được cái cối xây gió rồi. Và mình sẽ đi lên phía trên. Đây, cái chỗ này. Chỗ này đúng không ta? Mình nhớ là chỗ này mình ở đây, cái chỗ này. Và bây giờ mình sẽ đặt một cái block điện, mình sẽ dẫn điện xuống phía dưới. Mình sẽ đặt cái này ra đi. Mình sẽ dẫn điện xuống phía dưới. Dẫn xuống phía dưới này đó để mình sao cái này mình thiếu một cái cửa kính rồi. Đây, mình sẽ dẫn điện. Đâu có đâu, đủ mà. Ở đây nè, mình hướng nhầm. Và mình sẽ dẫn điện xuống phía dưới này đi. Đó, mình sẽ câu điện xuống phía dưới để tạo một cái cần gạt. Không biết là có đủ không nữa. Không biết là có đủ dây không. Hiện tại thì mình sẽ đặt tạm cần gạt ở đây đi. Ok, như đây cũng là đủ kích hoạt cái đó rồi mọi người. Sẵn tiện thì đó, cái này ở dưới, mình đứng dưới đây mình cũng có thể kích hoạt nữa nè. Đó, ok, xịn sò không bò luôn. Và bây giờ cái cối xay gió của chúng ta có thể quay được nè mọi người. Đó, nhìn xịn sò chưa. Nhìn xịn sò không bò luôn. Và bây giờ mình sẽ đi vô chính giữa. Đó, nhìn ngầu chứ mọi người. Và ok, như vậy là mình đã hoàn thành được cái cối xây gió rồi đó mọi người. Đó, nhìn xịn sò chưa. Và bây giờ vài bữa mình sẽ bỏ tất. Bây giờ mình sẽ lấy một vài cái rương đi. Mình sẽ chế tạo thật là nhiều cái rương vào để mình đặt vào trong đó nha. Hiện tại thì mình chế tạo được 9 cái à. À, mình thiếu gỗ.
và mình sẽ lấy tạo thành hết gỗ này luôn, và được 10 cái rương. Ok, đặt chế tạo hết thành cái rương luôn. Và mình sẽ chế tạo cái rương cao hay rương thấp đây ta? Ok, thì mình sẽ chế tạo cái rương ngang này đi. Đó. Và ok, và bây giờ mình sẽ đặt ra như thế này. Đó, đặt chừa một chỗ chính giữa thôi mọi người. Cái anh dân làng thì kẻ cũng nói luôn rồi. Đó, và bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái nữa đi. Mình sẽ thiếu bị mình bị thiếu gỗ đó mọi người. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm mấy cái block gỗ rừng này luôn. Đâu rồi ta? Đây nè. Ok. Sao nó bị sao sao á? Ok, chế tạo được hai cái rương và một cái rương ngang luôn. Và như thế là mình đã có được mấy cái rương trong này rồi. Và vài bữa nữa mình sẽ kiếm cái bỏ đồ gì đó mình trang trí trong cái khu vực này để cho nó đẹp đẹp mọi người. Ok, và bây giờ nói chung là trong tập hôm nay thì mình đã hoàn thành được một cái cối xay gió rồi, nhìn khá là xịn sò để trữ những cái lúa này. Và ở trong thời gian nữa tập mình sẽ trang trí thêm, và mình sẽ mở rộng cái vườn lúa này ra luôn. Mình sẽ trồng hết xung quanh này luôn cho nó đẹp nha mọi người. Ok, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ, và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Ok, bye bye mọi người, bye.